Hiệp hội taxi Hà Nội lại phải kêu cứu trước thực trạng số lượng taxi Grab, Uber tăng cao đột biến, phá vỡ mọi quy hoạch vận tải hành khách. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xin lỗi công khai gia đình hai cô gái bị đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội vì không mang giấy tờ tùy thân khi đi uống cà phê. Không khí từ lễ hội Thành Tuyên 2017, lễ hội lồng đèn độc đáo và lớn nhất cả nước mỗi dịp Tết Trung Thu. Nổi bật trong phần tin quốc tế, Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định sẽ không để diễn ra cuộc bỏ phiếu đòi ly khai của khu vực Catalan vào ngày mai 1 tháng 10, trong khi người dân tiếp tục làn sóng phản đối. Mỹ cảnh báo siêu bão Harvey đã làm rò rỉ ra môi trường một lượng hóa chất độc hại có thể gây ung thư hoặc để lại di chứng nghiêm trọng cho thai nhi. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn theo dõi bản tin tối của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cùng với những thông tin nổi bật vừa điểm qua, chương trình hôm nay 30 tháng 9 còn có thêm rất nhiều những thông tin đáng quan tâm khác. Rất mong là quý vị sẽ đồng hành cùng với chúng tôi trong 45 phút tới đây của bản tin. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết là sẽ thay số sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng mã số bảo hiểm xã hội. Mã số bảo hiểm xã hội này là cấp cho những người tham gia 10 ký tự cuối của thẻ bảo hiểm y tế, không thay đổi trong suốt quá trình tham gia đóng và hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Ở địa bàn Hà Nội thì việc cấp số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 8 và từ ngày mai 1 tháng 10 triển khai cấp sổ và thẻ đồng loạt trên toàn quốc khi tỷ lệ người tham gia được đồng bộ quản lý theo mã số bảo hiểm xã hội đạt từ 70% trở lên. Đây là cơ sở để cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia theo hộ gia đình và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi khi giải quyết các chế độ. Về lâu dài, giải pháp này sẽ khắc phục tình trạng cấp trùng một người có nhiều sổ bảo hiểm xã hội hoặc là thẻ bảo hiểm y tế như hiện nay. Chỉ trong vòng 18 tháng, Grab Uber đã tăng lên 50.000 xe, phá vỡ mọi quy hoạch vận tải hành khách. Đây là điều không thể chấp nhận được. Đây là nội dung trong đơn kiến nghị do Hiệp hội Taxi Hà Nội gửi các cơ quan đề nghị cho dừng khẩn cấp kế hoạch thí điểm trong tháng 9 năm 2017, đồng thời tiến hành tổng kết đánh giá ngay các hệ lụy của kế hoạch thí điểm. Cụ thể là theo Hiệp hội Taxi Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải đã cố tình không giới hạn số lượng xe tham gia thí điểm. Mặc dù Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết phản đối, làm xe hợp đồng dưới 9 chỗ bùng nổ mất kiểm soát khi mà lượng xe thí điểm chạy cho Grab Uber tăng lên tới 50.000 xe chỉ trong vòng 18 tháng. Sáng hôm nay 30 tháng 9, nguồn tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết có thể vụ án cướp ngân hàng ở Vĩnh Long sẽ được đình chỉ điều tra do nghi phạm đã tự sát. Trước đó vào hôm qua, nghi phạm 42 tuổi, thượng úy công tác trong lực lượng vũ trang quê ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã dùng khẩu súng K54 tự sát tại nơi làm việc ở Vĩnh Long. Khẩu súng nghi phạm dùng để tự sát được xác định chính là khẩu súng dùng để cướp ngân hàng vào chiều 27 tháng 9 vừa qua. Theo nội dung thư tuyệt mệnh nghi phạm để lại, thì nghi phạm thực hiện vụ cướp do thiếu nợ quá nhiều, không có khả năng chi trả và xin lỗi vợ con. Vấn nạn ném đá xe khách vẫn thường xuyên diễn ra, nhất là ở khu vực Tây Nguyên và miền Trung. Mới đây nhất, Công an huyện Thuận Bắc của tỉnh Ninh Thuận đã tổng hợp chứng cứ để truy tố 8 đối tượng ném đá, khiến 2 người bị thương phải đi cấp cứu. 8 đối tượng này cùng trú tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, có độ tuổi từ 16 đến 22. Theo đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 23 tháng 9, các đối tượng đã dùng súng cao su và đá ném lên các xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1 đi qua địa phận huyện Thuận Bắc. Hậu quả làm 2 ô tô khách bị vỡ kính hông, gương chiếu hậu và gây thương tích cho 2 hành khách. Trong đó, một người bị thương vùng trán, một người bị gãy 7 chiếc răng phải đi cấp cứu. Sự việc gây ra rất nhiều bức xúc cho bà con nhân dân, đặc biệt gây bất an cho các chủ xe và các phương tiện, tài xế lái xe qua đi vào cuộc và các hành khách đi trên các lưu xe. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị và Công an An toàn Giao thông, cơ quan cảnh sát điều tra chúng tôi đã tập trung củng cố và huy động lực lượng truy tìm, và cho đến nay chúng tôi đã xác định được cái nhóm đối tượng tham gia gồm 8 đối tượng là các thanh thiếu niên với người đồng bào dân tộc thiểu số. Độ tuổi thì từ sinh năm 2004 cho đến 2001,
Hiện nay chúng tôi đang củng cố hồ sơ để xử lý, truy tố các đối tượng trước pháp luật. Lúc đó mình nếm xong mới biết là mình hiểu lại. Lúc đó mình biết có muộn là mình sai. Hiện nay công an Ninh Thuận đang củng cố hồ sơ, tiến hành dựng lại hiện trường để truy tố các đối tượng này ra trước pháp luật về hành vi ngông cuồng này. Như chúng tôi đã đưa tin, vụ việc hai cô gái đang đi uống cà phê tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì bị công an kiểm tra giấy tờ và sau đó bị đưa đến trung tâm hỗ trợ xã hội. Lãnh đạo phường đã lên tiếng xin lỗi gia đình hai cô gái vì cấp dưới xử lý vội vàng và không đúng đối tượng. 10 ngày sau khi bị công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội chỉ vì không mang chứng minh nhân dân, hai cô gái là Nguyễn Thị Nhung và Ngô Thị Kiều mới được trở về với gia đình. Lúc này, lãnh đạo phường Tam Bình mới thừa nhận cấp dưới đã xử lý trường hợp đưa hai cô vào trung tâm xã hội hơi vội vàng, không đúng đối tượng khi áp dụng quy định 29 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gây dư luận không tốt. Trao đổi với phóng viên VTC, ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cũng đã thừa nhận sai sót khi vội vàng ký văn bản đưa Nguyễn Thị Tuyết Nhung và Ngô Thị Kiều vào trung tâm xã hội. Ông cho biết lúc ấy tin tưởng đề xuất của anh em nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc. Phường đã xin lỗi hai gia đình và tiến hành xử lý kỷ luật đối với các cán bộ liên quan. Đồng thời ông Quốc cũng sẽ làm giải trình và chịu mọi hình thức kỷ luật của cơ quan. Hiện nay nông dân trồng mía ở huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang đã chính thức vào vụ thu hoạch 2017. Trong khi giá mía giảm thì giá thuê nhân công thu hoạch lại có xu hướng tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều nông dân cho biết là nếu như năm ngoái đầu vụ giá mía bán được 900 đến 1.000 đồng 1 kg, trong khi giá thuê nhân công thu hoạch chỉ ở mức từ 130 đến 135 ngàn đồng một tấn, thì năm nay giá mía chỉ bán được ở mức 800 đến 850 đồng 1 kg, thế nhưng giá thuê nhân công thu hoạch lại lên đến 150 ngàn đồng một tấn. Hiện nay nước lũ đang về, nhiều diện tích mía ở ngoài đê bao đã bị ngập, do đó giá thuê nhân công thu hoạch sẽ còn tiếp tục tăng. Nếu như giá mía không tăng thì nông dân thu hoạch mía đầu vụ sẽ không có lãi. Thưa quý vị và các bạn, paraquat là một chất cực độc và là một hoạt chất có trong thuốc diệt cỏ được dùng trong nông nghiệp. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, chỉ vì những bức xúc trong cuộc sống và công việc mà nhiều người đã sử dụng chất độc này để kết liễu cuộc đời. Theo ghi nhận tại các bệnh viện trên cả nước thì trung bình mỗi năm ghi nhận khoảng 1.000 bệnh nhân nhập viện do ngộ độc paraquat và tỷ lệ tử vong khi ngộ độc chất độc này là gần 100%. Tại Quảng Ngãi, chỉ tính riêng trong 2 tuần cuối tháng 9 năm nay, khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã tiếp nhận và điều trị 4 trường hợp ngộ độc paraquat. Và điều đáng buồn là tất cả trong số đó đều đã tử vong. Đây là một trong 2 trường hợp mới nhập viện tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh do ngộ độc paraquat. Bệnh nhân nhập viện trong trạng thái tinh thần tỉnh táo, không vật vã như sử dụng thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, chỉ cần uống một ngụm 10 đến 15ml thì tỷ lệ tử vong đã lên đến gần 100%. Bởi đây là hoạt chất có độc tố mạnh. Trong khi đó, hiện vẫn chưa có thuốc giải hay chữa trị đặc hiệu nếu ngộ độc loại chất này. Thuốc này không có thuốc điều trị đặc hiệu. Các biện pháp điều trị hỗ trợ hầu như là kết quả rất là thấp. Khi mà vào cơ thể thì thuốc này tác động độc hại trên tất cả các cơ quan như là hô hấp, để gây ra là ho ra máu, rồi là phù phổi cấp, rồi là cái kiểu ARDS, rồi sau đó là sơ phổi, thận thì gây suy thận. Tuần hoàn thì gây tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, tiêu hóa thì gây loét, tiêu hóa từ loét hàm, loét thực quản, cho tới cái viêm tụy cấp, rồi tổn thương gan, rồi thần kinh thì gây co giật, rồi cái nói chung là chết trong cái bối cảnh suy đa tạng. Hiện đã có 32 nước trên thế giới cấm lưu hành thuốc diệt cỏ paraquat. Tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có quyết định loại chất nguy hiểm này ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật, nhưng lại gia hạn đến 2 năm, tức là sau tháng 2 năm 2019 mới chấm dứt hoàn toàn việc lưu hành. Do vậy, hiện tại việc mua bán hoạt chất này vẫn rất công khai, dễ dàng. Thuốc em mua đó. Mua ôm anh người tập quá bán. Để họ cũng bán, họ bán nhiều, ai cũng mua. Trước khi lệnh cấm lưu hành có hiệu lực thì người dân nếu có nhu cầu sử dụng trong nông nghiệp cũng cần lưu ý dùng với liều lượng vừa đủ, bảo hộ lao động kỹ khi phun thuốc. Ngoài ra lưu ý không để tồn dư loại thuốc này trong nhà, tránh những việc đáng tiếc xảy ra nếu ngộ độc loại thuốc có độc tố mạnh này.
Còn bây giờ sẽ là một thông tin rất đáng quan tâm khi mà từ đầu năm học tới nay thì hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm hay là việc sử dụng rau quả bị ôi thối, bữa ăn có ròi được phát hiện tại không ít trường học. Và điều này đã khiến cho dư luận xã hội không khỏi lo lắng. Vậy chất lượng bữa ăn trong các trường học hiện được kiểm soát thế nào? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm chính? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Kể từ ngày trường mầm non Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội xảy ra tình trạng học sinh bị nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm, bếp ăn của nhà trường đã phải dừng nấu. Không ít phụ huynh đã mang cơm, cháo đến trường nhờ cô giáo cho con ăn hộ. Chỉ mong muốn là cái vấn đề là ăn uống của các cháu đấy thì nhà trường cũng tìm cái nguồn cung cấp cho nó đảm bảo ấy. Tại vì sức khỏe của các cháu nó rất quan trọng bây giờ. May ốm may đau mà gửi con như thế thì cũng cảm thấy không yên tâm. Rất buồn về cái chuyện đó. Em mong là không xảy ra cái này nữa. Để cho các cháu được đến lớp từ sáng đến tối. Tại trường tiểu học Chu Văn An, quận Hoàng Mai, Hà Nội, sau vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm vào đầu năm nay, các phụ huynh đã phải cắt cử nhau thay phiên đến kiểm tra thức ăn tại nhà trường. Tôi thấy việc giám sát này chắc chắn sẽ phải hiệu quả, bởi vì là nó là thực tế và thực tiễn, đánh vào đúng tâm lý của phụ huynh là thực tế con mình ăn gì và gì mình đã thử, nên là mình cảm thấy là an tâm hơn. Thống kê tại Hà Nội, có gần 2.000 trường tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Gần 100 đơn vị cung cấp thực phẩm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm định chất lượng đạt tiêu chuẩn. Hiện nay, các trường đang áp dụng hai hình thức. Một là nhà trường tự mua thực phẩm về chế biến thức ăn cho học sinh. Hai là thuê công ty tự nấu tại trường hoặc nấu chín từ nơi khác, sau đó mang đến phục vụ học sinh. Cái việc mà đảm bảo nguồn gốc xuất xứ thì các công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn đối với các nhà trường thì sẽ chịu trách nhiệm liên đới khi mà xảy ra các vấn đề liên quan đến thực phẩm hay là liên quan đến thức ăn. Trước những vụ việc thực phẩm bẩn trong trường học liên tiếp được phát hiện, rõ ràng ngoài trách nhiệm của nhà trường, các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cũng cần tăng cường kiểm tra giám sát. Nếu không, những vụ ngộ độc thực phẩm như thế này sẽ còn tiếp diễn. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình. Tín hiệu vui ở làng nghề lồng đèn giấy Phú Bình, thành phố Hồ Chí Minh trước xu hướng quay trở lại với các loại đồ chơi truyền thống dịp Tết Trung Thu. Bộ trưởng Y tế Mỹ phải từ chức vì bê bối trong việc dùng tiền chính phủ để thuê máy bay tư nhân đi công tác. Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bản tin tối của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Vào thời điểm này thì chỉ còn ít phút nữa lễ hội Thành Tuyên 2017 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc. Đây là lễ hội được tổ chức vào mỗi dịp Tết Trung Thu của người dân Tuyên Quang với những mô hình đèn Trung Thu khổng lồ do người dân nơi đây tự làm. Và đây cũng là dịp để giới thiệu với bạn bè hình ảnh quê hương và con người cũng như các giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Hình ảnh do nhóm phóng viên VTC ghi lại vào cuối giờ chiều hôm nay. Ở mỗi tổ dân phố, thiết kế mỗi mô hình đèn Trung Thu như một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, riêng biệt. Đêm hội Thành Tuyên với sự trình diễn của hơn 70 mô hình đèn Trung Thu trên các tuyến phố sẽ là điểm nhấn của lễ hội. Tôi cùng tổ dân phố đã ngồi vào với nhau và lên kế hoạch để đưa ra một cái ý tưởng độc đáo cho cái lễ hội đường phố năm nay với một cái mô hình mang đậm tính bản sắc văn hóa dân tộc của đất nước ta từ rất là xa xưa với một cái tên gọi là di sản 4.000 năm. Con rồng chúng tôi năm nay mang cái tính chất là con rồng chống tiên, cho nên là trên cái hình ảnh chúng tôi mang có con rồng và có cả như là bà ông cờ và trong quả trứng. Năm nay chúng tôi làm rồng, rồng chúng tôi đầu cũng lắc lư, cũng đuôi cũng lắc lư, nhưng đầu lắc lư được rất nhiều. Ban tổ chức lễ hội cho biết, trong năm nay, một số mô hình lớn nhất Việt Nam như trống đồng, hành tinh xanh, gà trống, rồng thiêng cũng được người dân thể hiện bằng nhiều chất liệu tự nhiên và sáng tạo. Năm nay thì chúng tôi sẽ lựa chọn những cái mô hình đẹp nhất để chúng ta diễn diễu theo một cái kịch bản riêng. Cái thứ hai nữa là phải mở rộng cái không gian của cái lễ hội này ra. Thì chúng tôi cũng bố trí là không phải chỉ có một sân khấu mà có tới hai sân khấu. Một sân khấu tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, một sân khấu tại đại lộ Tân Trào, xung quanh cái khu vực hồ công viên. Với sự chuẩn bị chu đáo, sự nhiệt tình tham gia của bà con nhân dân, lễ hội Thành Tuyên và đêm rằm Trung Thu năm 2017 ở thành phố Tuyên Quang sẽ thực sự trở thành ngày hội đầy ý nghĩa
và lung linh sắc màu của các em thiếu nhi. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 4 tháng 10 năm 2017. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, chưa năm nào lồng đèn truyền thống lại thu hút khách như năm nay. Những hàng làm đèn đến đâu hết đến đó, cung không đủ cầu. Và mặc dù đã rất cận kề với ngày trang đẹp nhất trong năm, thế nhưng nhiều làng nghề vẫn rất tất bật để hoàn tất những đơn hàng cuối cùng. Làng lồng đèn giấy Phú Bình là một nơi như vậy. Có lẽ đây là nơi duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh còn lưu giữ được những nét dân tộc qua những chiếc lồng đèn truyền thống. Thức khuya, dậy sớm, thậm chí có hôm không ngủ. Suốt 2 tháng nay, cả gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Loan lúc nào cũng tất bật như thế này. Bởi hàng làm ra đến đâu, hết đến đó. Dù chỉ còn vài ngày nữa là đến Trung Thu, nhưng chị Loan còn đến hàng chục đơn hàng phải giao. Theo nghề của gia đình gần 20 năm nay, chưa khi nào chị thấy đèn lồng truyền thống lại hút khách như năm nay. Đắt từ đầu mùa đến cuối mùa, đắt cả gần 2 tháng nay rồi. Giao đến 15 lực mà. Ví dụ như những cái khách mà người ta năn nỉ quá, mình mới nhận là 15 được thì làm, còn không được thì thôi. Mình thức đêm á, đêm làm được việc hơn. Ngày thì khách ra, khách vô, mình không có làm được nhiều hết. Mệt trong mệt nhưng mà vui, vẫn cứ vui. Từ đầu mùa đến giờ, đại lý của bà Tươi đã bán đi hơn 60.000 chiếc đèn lồng giấy kiếng. Các sản phẩm cỡ nhỏ và trung hiện đã không còn hàng để bán. Dù nhiều nơi gọi điện đặt nhưng bà đành hẹn đến mùa sau, bởi lẽ trong quán giờ chỉ còn lác đác vài chiếc. Năm nay sôi động hơn nhiều, hàng mà cung không đủ cầu. Nhiều đơn hàng tới cái ngày 13 mình còn lấy hàng nữa, mình không lấy chứ mình làm thì cũng vui mà vừa làm vừa vui vừa mệt. Thấy khách hàng nhiều quá mình không đáp ứng nổi cho họ, mình cũng thấy tội nghiệp cho khách hàng. Thì có mình có đó bây giờ qua năm mà có muốn đặt hàng phải đặt hàng sớm. Phong phú, đa dạng và bắt mắt là những gì mà người mua cảm nhận về đèn lồng truyền thống. Dù giá cả có cao hơn đôi chút so với các loại khác, nhưng quan trọng nhất chính là họ muốn con mình được cảm nhận về một nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Chúng chọn đồng đèn truyền thống, tại vì nó mang màu sắc bản sắc dân tộc nhiều hơn, nói lên được cái truyền thống là đồng đèn của dân tộc Việt Nam mình. Một sự khẳng định dân tộc, một cái nét riêng. Những năm trước thực ra đi ra mua đồng đèn truyền thống rất là khó, và khó để có một cái ưng ý. Một vài năm trở lại đây thì cái xu hướng đồng đèn truyền thống cũng nhiều hơn và mọi người làm cũng tinh tế hơn, sắc nét hơn và nó bền hơn. Đúng là đã rất lâu rồi, sự phấn khởi mới hiện rõ trên khuôn mặt của những người dân nơi đây. Hàng làm ra bán được đã là một sự thành công, nhưng có lẽ mỹ mãn hơn cả chính là những giá trị dân tộc, cái hồn mộc mạc của những làng nghề như Phú Bình cuối cùng cũng đã được hồi sinh. Nhằm giới thiệu những nét văn hóa truyền thống cũng như là những nét riêng độc đáo trong đời sống văn hóa của người dân tỉnh Đồng Tháp, chương trình Trung Thu 2017 với chủ đề Sắc màu văn hóa Đồng Tháp đã được khai mạc sáng nay tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tại thành phố Hà Nội. Chương trình mang tới cho khán giả những trải nghiệm thú vị như là giới thiệu điệu hò, nghề dệt truyền thống, cách làm các sản phẩm thủ công. Trong đó điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa văn hóa Nam Bộ và văn hóa Bắc Bộ qua các tiết mục múa lân sư, trải nghiệm làm cốm làng Vòng, làm bánh Trung Thu, chơi trò chơi dân gian, làm đồ chơi dân gian, khám phá Trung Thu Việt. Chương trình sẽ diễn ra đến hết ngày 1 tháng 10. Hòa chung không khí Trung Thu vui tươi của cả nước, chiều hôm nay gần 800 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được tổ chức một buổi Trung Thu vui tươi ấm áp ngay tại đường sách Nguyễn Văn Bình. Vui vẻ, hồ hởi, ngay từ những bước chân đầu tiên bước vào đường sách. Tham gia nhiệt tình tất cả các trò chơi trên sân khấu, dù nhiều em chỉ vừa kết thúc buổi học, bộ đồng phục học sinh vẫn còn nguyên vẹn trên người. Dạ, thấy rất đẹp hết. Dạ. Vậy cái đường này là đường sách, con phái nhất là khúc chú Hề. Chú Hề cho làm tượng á, với con phái thích vẽ tranh, tại nhà con hai vẽ tranh. Con cảm thấy rất là vui. Dạ, tại con được đi chơi với các bạn. Được đi chơi rất vui, được lãnh quà. Đây là lần thứ hai lễ hội Trung Thu Mơ Ước được tổ chức cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Năm nay, hơn 800 em nhỏ đến từ các nhà mở, mái ấm sẽ tự tay trải nghiệm các hoạt động truyền thống như nặn tò he, vẽ tranh với chủ đề Trung Thu làm lồng đèn. Đối với trẻ con thì bao giờ, nếu như chúng ta nhớ hoài,
cái bài hát là Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Thì cái bài ca đó nó mãi mãi là ước mơ của bao thế hệ trẻ. Và chính vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là cái yếu tố truyền thống cần phải được ươm vào cho các cháu, thể hiện bằng cách là chúng ta vẫn duy trì cái việc mà hướng dẫn các em tự là tạo cái chiếc lồng đèn của mình, được rước đèn và đều đặc biệt là được giao lưu cùng với chú Cụi, chị Hằng. Mình cũng là mẹ của hai bé và khi mà nhìn thấy các con vui chơi và tận hưởng cái không khí rất là hồ hởi của dịp lễ Trung Thu thì bản thân mình cảm thấy giống như là được sống lại cái tuổi thơ của mình. Chúng tôi hy vọng là thông qua cái chương trình này là sẽ góp phần đem lại cái niềm vui, góp phần là mang lại tiếng cười cho những cái trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cái dịp Tết đoàn viên này. Có lẽ với nhiều em, mùa trăng năm nay thật sự là mùa hạnh phúc và ấm áp tình yêu thương. Ở đây, những người cõng trăng không chỉ đi trao những món quà, mà hơn cả chính là trao đi tình nghĩa, trao đi sự yêu thương, niềm hy vọng. Cùng chia sẻ niềm vui Trung Thu với trẻ em cả nước thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện vượt lên số phận của hai em nhỏ không may mắn. Và mặc dù số phận không may khiến cho hai em Lê Bảo Ngọc và Lê Nữ Yến Vi ở xã Hương Lâm, huyện Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh bị bệnh xương thủy tinh và não uống thủy, thế nhưng bằng nghị lực phi thường, cả hai em đều đạt kết quả cao trong học tập và trở thành tấm gương sáng để mọi người noi theo. Hình ảnh chị Đinh Thị Thoa, ngày 8 lượt bổng hai đứa con đi và về từ nhà tới trường đã trở nên quen thuộc đối với người dân xã Hương Lâm. Cả hai anh em Lê Bảo Ngọc và Lê Nữ Yến Vi đều bị bệnh không thể đi lại khiến người mẹ trẻ từng khóc hết nước mắt, không thể đi làm ăn đâu xa để ở nhà chăm con. Để cháu đâu thì khoảng 2-3 tháng là bắt đầu cháu bị phát hiện ra là người tính phát triển mà đâu thì to dân. Thì khoảng cháu được 1 tuổi thì em đưa ra bệnh viện nhi đi khám thì họ nói là hải mô mà lại bị xương thủy tinh, bị não uống thủy. Đi. Khi bé Ngọc được 5 tuổi thì vào năm 2010 với mong muốn có một đứa con lành lặn và khỏe mạnh nên anh chị sinh thêm bé Vi. Tuy nhiên nỗi đau lại nhân đôi khi người em gái lại mắc bệnh giống anh trai mình. Thế nhưng ngược lại với thân hình bé nhỏ, Bảo Ngọc năm nay đã học lớp 7, Yến Vi học lớp 2 và đều là học sinh khá giỏi, trở thành niềm động viên lớn nhất của bố mẹ trước những nỗi đau quá lớn. Em cũng muốn cho cháu học nên là không có điều kiện mà theo đuổi chưa bệnh cho cháu. Những nét chữ đầu tiên mà Bảo Ngọc tập viết đều thấm đẫm nước mắt của hai mẹ con. Đầu vừa to vừa nặng nên ngồi học em phải kê cằm xuống một cái chén trên bàn mới viết được. Thằng đầu to, người ngoài hành tinh là những biệt danh mà bạn bè trêu chọc những ngày đầu đến lớp. Nhưng các em đã vượt lên tất cả để đạt kết quả cao trong học tập, trong sự ngỡ ngàng của gia đình, thầy cô và bạn bè. Có cảm giác khó kép nhắn từ từ cô dạy con hiểu, dần hiểu được, dần quen. Các bạn giúp đỡ con trong học tập, nên trong buồn thì bông về, các bạn giúp con như vệ sinh. Ước mơ của con sang một em hoa sĩ, và con sẽ cố gắng học cực giỏi. Cũng chỉ đạo như các bạn nam trong lớp là giúp đỡ bạn Ngọc những lúc bạn cần thiết. Và có những cái đợt như là vào đầu năm rồi là về hỗ trợ sách vở rồi là những cái chi phí cho học sinh đặc biệt như em Bảo Ngọc là nhà trường cũng rất là quan tâm. Bước chân của mẹ vẫn đều đặn đi về mỗi ngày để bồng bế các con đến trường. Dù vất vả, nhưng tình yêu thương và hình bóng bố mẹ sẽ luôn bên cạnh, là nguồn động viên, an ủi để các em thực hiện ước mơ của mình trên những chặng đường dài gian nan phía trước. Chuyển sang phần tin quốc tế, thời điểm diễn ra việc trưng cầu dân ý tách khỏi Tây Ban Nha đã tới rất gần.
những người ủng hộ nền độc lập xứ Catalan bắt đầu chiếm giữ các cơ sở bỏ phiếu. Họ thậm chí là ngủ lại tại các trường học để đảm bảo việc trưng cầu dân ý vẫn diễn ra theo kế hoạch. Trái ngược lại thì chính phủ Tây Ban Nha khẳng định việc trưng cầu dân ý xứ Catalan sẽ không diễn ra vào ngày mai mùng 1 tháng 10. Trước việc chính quyền Tây Ban Nha huy động hàng ngàn cảnh sát để ngăn chặn người dân Catalan tham gia bỏ phiếu, cũng như tìm cách vô hiệu hóa các điểm bỏ phiếu phục vụ của trưng cầu mà Manfred khẳng định là bất hợp pháp, thì người dân nơi đây đã cắm trại trước các điểm bỏ phiếu để chống lại yêu cầu trên. Họ cho biết sẽ ngủ qua đêm để canh gác vì rằng cảnh sát có thể tới và phong tỏa các điểm bỏ phiếu. Chúng tôi ở đây là để giữ cho trường học mở cửa vào ngày mai. Chúng tôi tin rằng có những quyền cần phải được tôn trọng. Nếu chúng tôi có thể làm được thêm bất kỳ điều gì khác, cũng rất sẵn lòng để việc trưng cầu dân ý diễn ra theo đúng kế hoạch. Chúng tôi đang tổ chức một bữa tiệc tại nơi đây và giữ cho trường học mở cửa đến ngày mai. Mọi người đều được chào đón đến tham dự bữa tiệc này. Trái ngược lại với mong muốn của chính quyền và người dân xứ Catalan, trả lời trước báo giới, người phát ngôn chính phủ Tây Ban Nha khẳng định cuộc bỏ phiếu đòi ly khai của khu vực Catalan sẽ không diễn ra vào ngày 1 tháng 10 theo như kế hoạch. Tôi khẳng định rằng cuộc trưng cầu dân ý ngày 1 tháng 10 sẽ không diễn ra. Đây là hành động bất hợp pháp, đi ngược lại với các quy định về trưng cầu dân ý và bị Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha nghiêm cấm. Cho đến nay, những tranh cãi bất đồng xung quanh việc trưng cầu dân ý của xứ Catalan vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, Hiến pháp của Tây Ban Nha thông qua năm 1978, trong đó có sự đồng thuận của hơn 90% cử tri Catalan đã khẳng định sự đoàn kết không gì chia cắt được của Tây Ban Nha với tư cách là một quốc gia. Do vậy, nhiều khả năng kết quả của việc trưng cầu dân ý về tương lai của Catalan có lẽ sẽ chỉ hơn mức tham vấn không chính thức. Còn tại khu vực Trung Đông, cuộc trưng cầu dân ý độc lập để thành lập một nhà nước riêng của người Quds cũng đang trở thành một vấn đề nóng, đem lại nhiều nguy cơ bất ổn và căng thẳng do vấp phải sự phản đối của Iraq, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác. Và hôm qua thì Baghdad đã ra lệnh cấm tất cả các chuyến bay quốc tế tới khu vực của người Quds để trừng phạt cuộc bỏ phiếu đầy tranh cãi này. Tuy nhiên, sắc lệnh mới của Baghdad cũng không cấm các chuyến bay nội địa đi và đến từ Kurdistan. Do đó thì những người muốn đến khu vực của người Quds thì sẽ phải hạ cánh ở một sân bay khác bên ngoài khu vực và tiếp tục hành trình trên một chuyến bay nội địa. Trước đó thì chính phủ Iraq đã yêu cầu chính quyền khu vực của người Quds phải giao nộp quyền kiểm soát các sân bay quốc tế trong khu vực để tránh bị trừng phạt. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo người Quds cũng đã từ chối thực hiện việc này. Hôm qua, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Con người của Mỹ Tom Price đã phải từ chức trước áp lực của Tổng thống Donald Trump liên quan đến những bê bối về việc ông này đã thuê máy bay tư nhân tốn kém để đi công tác. Hiện tại, ông Tom Price là bộ trưởng đầu tiên phải từ chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump. Sự ra đi của ông được thông báo một giờ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố thất vọng về việc ông Price sử dụng máy bay tư nhân, đồng thời không hài lòng về tác động của vụ việc này. Sau khi ông Price từ chức, Nhà Trắng đã chỉ đạo Phó Trợ lý Bộ trưởng về Y tế kiêm Giám đốc Văn phòng Thúc đẩy Y tế và Phòng tránh Bệnh dịch Don Wright giữ chức quyền Bộ trưởng. Vào tuần trước, tạp chí Politico đã cáo buộc vị cựu Bộ trưởng đã thuê ít nhất 24 chuyến bay riêng kể từ tháng 5 với chi phí hơn 400.000 đô la Mỹ từ tiền thuế của người dân. Trong đó có một số chuyến bị cho là vì mục đích cá nhân. Sau khi vụ việc bị phát giác, ông Price đã hứa sẽ trả lại 52.000 đô la Mỹ chi phí cho các chuyến bay riêng. Nhưng điều này vẫn chưa làm cho ông Trump hài lòng, dẫn đến việc ông phải rời nhiệm sở. Hiện tại ở bán đảo Crimea thì hàng ngàn người đang mắc kẹt khi mà các chuyến phà tới khu vực Karanoda của Nga đã bị gián đoạn do bão. Các chuyến phà ở bến cảng đã bắt đầu dừng phục vụ vào tối muộn thứ hai vừa rồi, khiến cho nhiều phương tiện ở hai bên eo biển nối liền với bán đảo Crimea và vùng Karanoda bị kẹt lại. Theo các nhà chức trách, có tới hơn 1.500 phương tiện ở phía Crimea đang phải chờ các chuyến phà để tới Nga. Hiện tại thì người dân chỉ có thể đến Crimea bằng đường thủy và đường hàng không. Tuy nhiên, giao thông đi và đến bán đảo thường bị gián đoạn do thời tiết xấu. Sau khi bán đảo Crimea bỏ phiếu trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga vào năm 2014, Kremlin đã cho khởi công xây dựng một cây cầu có giá trị khoảng 4 tỷ đô la nối Crimea và lục địa Nga. Cây cầu đi qua eo biển dài 19 km bao gồm một phần đường bộ và một phần đường sắt. Theo dự kiến thì phần cầu đường bộ sẽ được thông xe vào năm 2018, còn phần đường sắt sẽ hoàn thành một năm sau đó. Tại Mỹ thì bão Harvey đã tàn phá nhà cửa để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng về người và của.
Những tưởng khi cơn bão đi thì thiệt hại sẽ dừng lại. Thế nhưng hôm qua thì một hung tin nữa đã đến với những người dân ở thành phố Houston của bang Texas khi mà các nhà chức trách lên tiếng cảnh báo một lượng hóa chất độc hại đã bị rò rỉ ra môi trường do bão. Từ sau bão Harvey, những người dân ở gần trạm thải sông San Jacinto không dám sử dụng, câu cá và thậm chí là chạm vào nước ở khu vực này. Ai cũng biết có điều gì không ổn đã xảy ra. Nước có mùi rất ghê và ngửi rất rõ vào buổi tối. Mọi thứ đều bị bao phủ bởi một lớp dính rất mùi. Theo tuyên bố của các nhà chức trách, bão Harvey đã làm hư hại vòng đá bảo vệ hố thải, khiến cho một lượng cặn thải chứa dioxin nồng độ cao theo các cơn lũ tràn ra ngoài. Loại hóa chất này rất độc hại, có thể gây ung thư hoặc để lại di chứng nghiêm trọng cho các thế hệ sau. Theo cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ, các mẫu thử lấy từ khu vực bị ảnh hưởng đã cho ra một kết quả kinh hoàng. Nồng độ dioxin ở mức 70.000 nanogram trên 1 kg mẫu vật, gấp 2.300 lần so với mức tiêu chuẩn xử lý ô nhiễm. Được biết, chất dioxin không dễ dàng tan trong nước nhưng có thể phát tán dễ dàng do môi trường xung quanh và tồn tại trong tự nhiên trong một khoảng thời gian rất dài. Do đó, chính quyền Mỹ đã yêu cầu công ty chịu trách nhiệm cho hố thải sông San Jacinto ngay lập tức vào cuộc. Theo AP, phần dưới nước của vòng đá bảo vệ đã được xử lý. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu có kế hoạch xử lý dioxin tại những khu vực bị tràn hóa chất hay không. Harvey là cơn bão mạnh nhất Mỹ phải hứng chịu trong 12 năm qua, kể từ siêu bão Charlie năm 2004. Theo thống đốc bang Texas, đây là cơn bão tồi tệ nhất ở bang này trong vòng 50 năm qua và đã gây thiệt hại lên tới 180 tỷ đô la Mỹ, cao hơn cả con số thảm hại do bão Katrina gây ra vào năm 2005, chỉ ở mức 120 tỷ đô la Mỹ. Trước những cáo buộc các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ luôn trốn tránh trách nhiệm đóng thuế tại châu Âu, thì ngày hôm qua, Liên minh châu Âu EU đã đưa ra đề xuất lập khoản thuế mới đánh vào các hãng công nghệ khổng lồ vào năm 2018. Tuyên bố trên được Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Kỹ thuật số diễn ra ở Estonia. Theo đó, khoản thuế mới này sẽ đánh vào thu nhập của một quốc gia EU thay vì đánh vào lợi nhuận, và Liên minh châu EU sẽ sớm có một quy định mới đối với các gã khổng lồ kỹ thuật số như Google, Amazon hay Facebook. Tuyên bố này ngay lập tức đã nhận được sự ủng hộ của Pháp và Đức trong bối cảnh EU đang tìm cách siết chặt quản lý đối với hoạt động của các hãng công nghệ tại thung lũng Silicon. Tuy nhiên, đề xuất mới của EC lại vấp phải sự phản đối của một số nước nhỏ do lo ngại thuế suất mới có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế trong nước. Dự kiến các bộ trưởng EU sẽ đưa ra đề xuất chính thức vào tháng 12 tới để Ủy ban châu Âu soạn thảo thành một dự thảo luật vào năm 2018. Tiếp theo là một số tin vắn quốc tế đáng quan tâm. Liên quan đến vụ chìm tàu chở người di cư Rohingya bị chìm ngoài khơi bờ biển Bangladesh hôm 28 tháng 9, Tổ chức Liên Hợp Quốc vừa công bố số người tử vong có thể lên đến 60 người. Hiện tại đã tìm thấy 23 xác nạn nhân, chưa kể đến 40 người mất tích. Những người Rohingya xấu số này đang di chuyển từ bang Rakhine sang Bangladesh xin tạm trú. Có thông tin cho rằng trên tàu có khoảng 80 người, bao gồm 50 trẻ em. Theo số liệu do Liên Hợp Quốc đưa ra, hiện đã có hơn nửa triệu người Rohingya bỏ nhà cửa để trốn chạy khỏi bạo lực ở Myanmar, gây nên cuộc khủng hoảng nhân đạo mới ở khu vực này. Mới đây, các chuyên gia đã công bố những bằng chứng cho rằng có thể đã tồn tại một bức phác thảo chân dung do danh họa Leonardo da Vinci thực hiện cho bức Mona Lisa. Bản phác thảo được cho là bức vẽ chân dung một người phụ nữ khỏa thân gọi là Mona Vanna đã được trưng bày năm 1862 trong bộ sưu tập nghệ thuật phục hưng tại bảo tàng Colt đặt ở lâu đài Châtelet, phía bắc Paris. Cả hai bức vẽ đều có nhiều nét tương đồng về chất lượng và bút pháp, tuy nhiên theo các chuyên gia vẫn còn có một số điểm cần kiểm tra và cần thời gian để khẳng định được sự chính xác của thông tin này. Tỷ phú Elon Musk vừa cho ra dự kiến đưa con người lên sao hỏa vào năm 2024 với hệ thống vận chuyển liên hành tinh. Tham vọng sớm chinh phục sao hỏa của tỷ phú người Nam Phi được đưa ra tại Hội nghị Thiên văn học quốc tế diễn ra tại Australia hôm 29 tháng 9. Bước đầu tiên của tham vọng thuộc địa hóa sao hỏa đó là vận chuyển các máy móc cần thiết từ trái đất lên hành tinh đỏ. Theo kế hoạch, hai con tàu đầu tiên sẽ hạ cánh xuống sao hỏa vào năm 2022, mang theo các thiết bị cần thiết để xây dựng các trạm năng lượng và cơ sở hạ tầng hỗ trợ sự sống. Đến năm 2024, các phi hành gia sẽ chính thức đặt chân lên hành tinh đỏ, mang theo tham vọng chinh phục sao hỏa của nhân loại. Ít phút cuối của bản tin, mời quý vị cùng đến với những hình ảnh ấn tượng trong tuần.
đậu trên vỉa hè, xe dừng bánh, chúng tôi mới xử phạt. Rất rõ ràng theo luật nhá. Còn em lái xe mà không nắm luật thì đừng lái. Con vừa mới chạy ra chưa đậu đúng phút nữa, phạt con vậy sao? Bây giờ còn nếu như anh nói luôn, ở cái quận 1 này mà không học theo luật, không làm theo luật thì về rừng công binh là nở. Có lẽ trong một phút thiếu kiềm chế khi đang xử lý người vi phạm vỉa hè, vị phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải đã phát ngôn như vậy. Ngay lập tức, phát ngôn này đã dậy sóng dư luận. U Minh đâu có lỗi gì, người U Minh lại càng không có lỗi gì. Vậy sao lại bị ông Hải so sánh kỳ thị như vậy? Thành phố Hồ Chí Minh là nơi hội tụ người dân nhiều vùng miền, và đâu đó chắc chắn có sức đóng góp của người dân U Minh cho thành phố văn minh, tươi đẹp hơn. Thì việc so sánh như vậy không đáng có. Ngay sau đó, đại diện quận 1 đã giải thích về phát ngôn này và gửi thư xin lỗi tới Ban tuyên giáo tỉnh Cà Mau và huyện U Minh. Thế nhưng, hình ảnh về vị phó chủ tịch quận quyết liệt giành lại vỉa hè cho người đi bộ ít nhiều đã mất đi thiện cảm trong lòng nhiều người dân. Sau nhiều ngày xét xử, vụ đại án kinh tế tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương Ocean Bank đã khép lại bằng bản án. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Ocean Bank tử hình. Bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean Bank tù chung thân. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 22 năm tù giam về các tội danh bị truy tố. Các bị cáo buộc tội đã chiếm đoạt hơn 69 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng từ việc chi lãi ngoài. Đây là bản án nghiêm khắc đối với những hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, hoạt động kinh doanh tiền tệ, hoạt động của hệ thống ngân hàng. Nhưng quan trọng hơn, qua vụ xét xử này cho thấy đây là hành động quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, dẫu cho cuộc chiến này còn nhiều cam go và khó khăn. Chưa bao giờ các cựu Tổng thống Bill Clinton, George Bush, Barack Obama lại có khoảng thời gian thân mật và vui vẻ như vậy. Khi tham gia giải golf Cúp Tổng thống New Jersey, đây cũng là lần đầu tiên có 3 Tổng thống Mỹ cùng tham dự trận đấu kể từ khi sự kiện này ra đời vào năm 1994. Và khá ngạc nhiên khi Donald Trump, vị Tổng thống đương nhiệm vốn nổi tiếng thích chơi golf, lại không có mặt. Dường như, sau khi rời xa Nhà Trắng, các vị cựu Tổng thống đều rất thoải mái, không phải lo âu. Trái ngược với đương kim Tổng thống Trump, người đang phải đau đầu với vấn đề tên lửa và hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, cũng như nhiều vấn đề nội địa khác. Trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đi qua để lại cảnh tượng hoang tàn tại Mexico. Nhiều người vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục. Nhiều người dân Mexico vẫn nuôi hy vọng tìm kiếm được người thân. Còn những người may mắn sống sót, họ trở lại với cuộc sống hàng ngày trước đây, chưa bao giờ lại khó khăn đến vậy. Ngủ trên đường phố hay ngay trên xe ô tô là những hình ảnh quen thuộc của hàng nghìn người dân thành phố Mexico lúc này. Và có lẽ phải rất lâu nữa, Mexico mới có thể khôi phục lại hiện trạng như ban đầu. Tới đây, bản tin tối thứ Bảy 30 tháng 9 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.